thế nào. Và đầu tiên chúng ta sẽ coi cái hạn sử dụng của bình thuốc bằng cách là coi cái nhãn sử dụng ở đây, và nhìn đây chúng ta sẽ biết là thuốc còn hạn sử dụng hay không còn hạn sử dụng. Bước tiếp theo là chúng ta coi thử cái lượng thuốc còn lại trong bình thuốc như thế này, như thế nào, thì bằng cách là mở cái nắp bình thuốc ra. Và khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ coi cái cửa số liều ở đây, và chúng ta sẽ nhìn vào đây để biết còn bao nhiêu liều thuốc. Đầu tiên mới mua về chúng ta có thể chỉnh số 120 hay là 60 tùy theo bình thuốc. Nhưng mà nếu như có số 0 màu đỏ hiện lên như thế này thì là đã hết thuốc rồi. Và sau khi biết chắc chắn thuốc nó còn trong bình thì chúng ta sẽ nạp thuốc vào trước khi chúng ta hít thuốc. Thì đầu tiên chúng ta phải cầm cái bình thuốc thẳng đứng, thẳng đứng. Và sau đó chúng ta dùng tay phải để dặn bình thuốc này qua một bên và chúng ta không nghe tiếng nào cả. Nhưng mà khi mà đã dặn cứng hết, không thể dặn ngược, không thể dặn thêm được nữa, thì chúng ta sẽ dặn ngược lại. Và chúng ta nghe tiếng cái cặp một cái. Như vậy có một liều thuốc nó nạp sẵn vào đây để chúng ta hút vào trong phổi. Sau khi thuốc đã được nạp sẵn rồi thì chúng ta trước khi hít thì chúng ta phải thở ra hết sức. Thở ra thì tránh thở vào trong cái bình thuốc này. Nếu bác sĩ cho hít 2 liều thì chúng ta phải lặp lại động tác là trả thuốc trở về, và sau đó quay lại nghe cái cặc một cái nữa thì chúng ta sẽ hít tiếp. Sau khi chúng ta hít xong thì chúng ta sẽ đẩy cái bình thuốc lại như thế này và lập tức đi xuống miệng.